Mình xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Chúc mừng quý vị và các bạn là cầu Vĩnh Tuy. Đường lên cũng như là xuống cầu Vĩnh Tuy. Hiện tại mình đang đứng ở cuối đường Minh Khai quý vị và các bạn. Mình đang đứng ở 461 Minh Khai. Hôm nay mình mời quý vị và các bạn đi một vòng từ cầu Vĩnh Tuy tới ngã tư Sở để cảm nhận cuộc sống phố phường tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2022. Thủ đô Hà Nội nắng cũng rất to quý vị và các bạn. Ánh nắng chói chang. Mặc dù ánh nắng đi ngoài đường hay là đứng một chút thì nóng, nhưng mà khi quý vị và các bạn đi xe thì cảm giác rất lạnh. Và trước màn hình quý vị và các bạn là cổng vào khu đô thị Tham City, luôn luôn nhộn nhịp các phương tiện di chuyển. Ở trên đường Minh Khai thì phía đường cao tốc trên cao nối giữa cầu Vĩnh Tuy tới ngã tư Sở, một số đoạn vẫn chưa xong quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đi để cảm nhận. Một tuyến phố mà có rất nhiều các làn cho các phương tiện di chuyển. Đường trên cao thì chủ yếu dành cho xe ô tô di chuyển quý vị và các bạn. Cách đây khoảng 8 hoặc 10 năm, quý vị và các bạn đi ở trên tuyến phố Minh Khai thì quý vị và các bạn bây giờ về thì hầu như không nhận ra được. Khác hoàn toàn. Các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về mùa xuân tại thủ đô Hà Nội. Quý vị các bạn bấm vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Bên của đường Minh Khai hiện tại được thiết kế 4 làn xe quý vị và các bạn, rất rộng. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Minh Khai, Tam Trinh và Kim Ngưu.
chở xe ba bánh cũng không có việc. Ở đây cũng là một vựa mít đang là bán giảm giá quý vị và các bạn. Ngay ở góc ngã tư Kim Ngưu và Minh Khai. Cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến phố Minh Khai thấy rất chậm, nhiều cửa hàng cũng chưa mở cửa, ở đây đóng cửa hàng loạt. Do việc ghi hình ngược sáng nên hình ảnh nó hơi tối một chút quý vị và các bạn, hết sức thông cảm. Chúc màn hình quý vị và các bạn là những hình ảnh hết sức hài hước. Chiếc xe đạp điện Việt nghĩ là đang bị hỏng. Việt đã tới ngã tư Thạch Mai và Minh Khai quý vị và các bạn. Ngay góc ngã tư là chợ Mơ ngày xưa. Màn hình quý vị và các bạn chính là tuyến phố Bạch Mai.
và Việt đang ở ngã tư Trần Đại Nghĩa. Chúc mừng quý vị và các bạn đến phố Trần Đại Nghĩa. Và bên này là đường Đại La, quý vị và các bạn. Khu đường Đại La này mới thấy kinh doanh buôn bán nhộn nhịp hơn. Thưa quý vị và các bạn, là ngã tư Đại La, Trường Chinh và tuyến đường Giải Phóng, quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn, là tuyến đường Giải Phóng, cây cầu vượt Giải Phóng. Ngay bên cạnh đường Giải Phóng là một đường sắt Bắc Nam, quý vị và các bạn. Và ngay góc ngã tư Trường Chinh và Giải Phóng là một khu tập thể. Sang đến đoạn Trường Chinh thì tuyến đường ở trên cao dành cho ô tô đã được sử dụng rồi, quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến đường Trường Chinh gần đây cũng nhộn nhịp hơn. Trên cao thì bắt đầu lạnh, quý vị và các bạn. Vâng, đằng trước không biết có những mặt hàng gì mà để thấy đông người thế. Wow, nhiều người chen nhau mua mít. Wow, ai giải cứu mít, quý vị và các bạn. Ngoài mít thì người thấy còn có những quả cam.
rong ấy. Bao tiền bắp đấy anh trai? 20.000 cân à? Vâng. Người người đổ xô đi mua mặt hàng giá rẻ. Vựa rau cải bắp. Có cả xoài, quý vị và các bạn. Củ đậu thì mình thấy có 9.000 một cân, rẻ nhỉ. Ngoài ra có cả gừng, hành, các mặt hàng. Ai ai chọn cho mình những cân thực phẩm, những cân hoa quả. Đừng lại mua rau giá bình dân anh ơi. Chị bán rau ở bên này lại ế quý vị và các bạn. Là hiệu ứng đám đông. Chị bán rau ở đây không ai mua. Mình mời quý vị và các bạn đi tiếp về ngã tư Sở, xong Việt sẽ dừng clip. Đây về thấy có chị bán dây thắt lưng đại hạ giá. Và trước mặt quý vị và các bạn là ngã tư Lê Trọng Tấn, Trường Chinh và tuyến phố Tôn Thất Tùng. Ngay ở góc ngã tư là hàng loạt các cảnh nê rừng Lạng Sơn. Đây vừa thấy hàng loạt các cành nê rừng đã đang khoe sắc rồi. Ngay ở góc ngã tư cũng là các bạn trẻ đang là tập cắt tóc để cắt miễn phí cho khách quý vị.
vị và các bạn thấy lưu lượng phương tiện không cách nào ngày xưa, cách đây tầm khoảng 6-7 năm tuyến đường ngày xưa mở rộng, tắc liên tục. Wow, ở đây giải cứu dưa hấu 8.000 một. Nghìn một cân dưa hấu quý vị và các bạn. Đấy. Ai đi qua mà nhìn vào thì cũng ghé vào mua. Ngoài ra về thấy còn những đôi tất. Đang được bày bán na liệt ở trên vỉa hè. Nhưng cũng vắng khách. Thì quý vị và các bạn là ngã tư Sở, còn khoảng 100m nữa là tới ngã tư Sở rồi. Mình cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng từ cầu Vĩnh Tuy, tuyến phố, tuyến đường Minh Khai tới tuyến đường Đại La, và Việt đang đi trên tuyến đường Trường Chinh. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Việt đi bây giờ là 4 giờ chiều thì đoạn này không tắc. Nếu mà Việt mà đi vào đoạn này khoảng 5 giờ 30 chiều thì sẽ tắt liên tục quý vị và các bạn. Chúc mừng quý vị và các bạn là cây cầu vượt của Nguyễn Trãi và Tây Sơn. Các phương tiện cũng đang đổ về ngày một nhiều rồi quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt.